Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Mocha Green làm cái video giới thiệu với lại các bạn cái cấu tạo của các cái ổ quấn cước mà cửa hàng Mocha Green hiện đang có bán nhé. Đây là cái ổ quấn cước màu cam, rất là to, nhựa màu cam rất là dày, nhựa đặc dày. Đây là cấu tạo của nó. Nó gồm có hai khay để quấn cước. Mỗi nó để tránh trường hợp là rối cước nhé. Mỗi một đầu ra thì nó sẽ quấn ở một cái khay riêng. Trên đây là nó có một cái lò xo rất là cứng bên trong. Đấy này. Để chúng ta bấm cái đầu màu bạc bên trên này. Như cái này là nó có một cái khớp ở đây để ốp vào đây, ốp vào cái phần này rất là cứng chắc nhá. Đây. Khi lắp vào hoàn chỉnh thì nó như này. Còn khi chúng ta đẩy ra thì chúng ta ấn cái nút put này nhá, put là đẩy. Chúng ta bấm mạnh vào chúng ta đẩy ra thì nó sẽ để thay ổ cước hay là thay cước hay là chúng ta sửa chữa gì bên trong. Thì chúng ta sẽ làm như vậy. Và một số bạn hỏi là để ví dụ như khi cắt cước nó bị đứt đi hoặc là cái chiều dài của cước này nó rộng quá thì là chúng ta muốn thu nhỏ lại hoặc là chúng ta muốn nới dài ra thì làm như nào, thì là chúng ta sử dụng cái núm ở bên trên này nhá. Đây nó có mũi tên là hướng dẫn đây, hướng dẫn chi tiết đây. Ví dụ như chúng ta mà muốn cho nó thu nhỏ lại, chúng ta vặn một lớp thì là cước nó sẽ ngắn lại như này. Chúng ta muốn nới cước cho nó rộng ra thì chúng ta vặn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nhá. Đây, chúng ta vặn theo từng nấc một. Đấy, tặng lên một nấc một xong chúng ta kéo cái dây cước này ra. Đấy, ví dụ như chúng ta muốn cho dài thêm nữa thì chúng ta lại thêm một vặn ra ngược chiều kim đồng hồ thêm một nấc nữa. Đấy, như này nó sẽ dài ra. Nhưng mà như này là dài quá thì khi chúng ta cắt nó sẽ yếu. Chúng ta để cho cái mức độ vừa phải, nó vào khoảng là 15 phân một bên dây 15 phân và hai dây là phải cân bằng dài bằng nhau nhá, để cho máy nó hoạt động, nó độ ly tâm của nó được cân. Cái nhựa này rất là dày và chắc nhá. Đấy là cách sử dụng là như vậy. Còn đây là cái loại cấu tạo của cái ổ cước màu đen. Đấy. Nó cũng sẽ gần giống như vậy. Bên trong nó cũng có hai cái khay để quấn cước. Đấy. Và nó cũng ví dụ chúng ta muốn cho cước ra hay là chúng ta muốn thu cước nó ngắn lại thì cũng làm như kia thôi. Chúng ta ấn cái đầu núm này xuống, xong chúng ta xoay một lớp. Đấy, như này thì là cước nó sẽ dài ra. Đấy. Thì chúng ta muốn thu lại thì chúng ta ấn theo chiều kim đồng hồ một lớp. Đấy, như này. Thì là nó sẽ cước nó sẽ ngắn lại. Đây là cái phần giữ cước. Đây là cái phần nắp trên của nó nhá, phần nắp dưới của nó nhá. Nó có cái nấc ở đây. Để chúng ta bắn vào nắp ở đây cho bám chặt lại. Đấy, khi nó như này là nó rất là chắc chắn. Chúng ta muốn xoay thì chúng ta ấn xuống cái này xong chúng ta xoay. Đấy. Xoay theo từng nấc một.
rất là tiện khi sử dụng nhé. Còn đây là cái phần cước, cái ổ cước bằng nhôm. Cái này là bằng nhôm đúc nha các bạn nhé, này bằng nhôm. Thì chúng ta quấn cước ở phía trên đây, và cứ khi bị đứt thì chúng ta nối ra theo các cái chiều ra này của cước này. Ví dụ như là nó sẽ ngắn thì chúng ta chuyển lên đây, chuyển sang dãy này, hoặc là nó ngắn quá thì chúng ta chuyển lên dãy này đấy, ví dụ thế. Còn cước thì có thể là sử dụng thì là nó sẽ đứt không đều nhau, một bên nó sẽ đứt trước, thì chúng ta vẫn phải cắt cái bên kia sao cho nó bằng nhau. Dù đứt một bên thì vẫn phải cắt cả hai bên, cắt cả một bên chưa đứt đấy, để sao cho cái chiều dài của hai dây cước nó bằng nhau thì cốt nó mới đều đấy. Video hướng dẫn cái cấu tạo của cái ổ cước này của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.